Chương 3. Vì không thể chờ đợi được nữa, nên chúng tôi thà đành ở lại một mình tại Athens và sai Timôthê là anh em chúng tôi tớ của Đức Chúa Trời, kẻ giúp việc đạo tin lành của Đấng Christ, đến cùng anh em để khiến anh em được vững vàng và dục lòng anh em trong đức tin, hầu cho không một người nào trong anh em bị rúng động bởi những sự khốn khó dường ấy. Vì anh em tự biết rằng ấy đó là điều đã định trước cho chúng ta, là khi ở cùng anh em, chúng tôi đã nói trước rằng sẽ có sự khốn khó phải chịu, điều đó xảy đến rồi, và anh em đã biết rõ. Vậy, không thể đợi lâu hơn nữa nên tôi đã sai Timothy đi để cho biết đức tin anh em ra làm sao. E rằng kẻ cám dỗ đã cám dỗ anh em, mà công phu của chúng tôi trở nên vô ích chăng? Nhưng Timothy ở nơi anh em mới trở về đây có thuộc cho chúng tôi tin tốt về đức tin cùng lòng yêu thương của anh em. Người lại nói rằng anh em thường tưởng nhớ chúng tôi và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chính chúng tôi ước ao gặp anh em vậy. Hỡi anh em, như vậy thì ở giữa mọi sự gian nan khốn khó của chúng tôi, anh em đã lấy đức tin mình mà làm một cớ yên ủi cho chúng tôi đó. Vì hiện nay chúng tôi sống là tài anh em đứng vững trong Chúa. Chúng tôi làm thế nào đặng đủ tạ ơn Đức Chúa Trời về anh em? Vì chúng tôi bởi cớ anh em được đầy lòng vui vẻ trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi. Đêm ngày chúng tôi cố sức nài xin Ngài cho phép chúng tôi lại gặp anh em và gia thêm cho đức tin anh em về điều chi còn kém. Nguyền sinh chính Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta dẫn chúng tôi đến cùng anh em. Lại nguyện xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như lòng yêu thương của chúng tôi đối với anh em vậy, hầu cho lòng anh em được vững vàng và thánh sạch không trách được trước mặt Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, khi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta sẽ đến với hết thảy thánh đồ Ngài.